Mến chào quý cô chú anh em trên kênh ha. Tiếp tục quay trở lại nhà vườn của em My nha. Sẽ có một số hoa giấy nhiều màu. Tiếp tục giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình trên kênh nha. Rồi anh chào My. Dạ em chào anh Thái. Mến chào cô chú anh chị đang theo dõi kênh Thái Như đang xem clip của em nha. Thì trước hết xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em cái clip vừa rồi nha. Địa chỉ nhà vườn em là Tăng Khánh Trung, lớp Giò, Đồng Tháp. Số điện thoại như số Zalo em là 0907 426 576. Thì hôm nay em tiếp tục lên clip mới, rất mong cô chú anh chị sẽ vào xem và ủng hộ trong clip hôm nay của em. Em vô mã đầu tiên cây số 1 của chú anh chị. Cây hai màu anh chị em, gồm có dưa hấu và Alisa. Tán ngang cây này em đo là 62, chiều cao 64, hoành là hoành 13, mã số 1. Cây này bị lỗi nha cô chú anh chị. Em để vô luôn mình là 170.000, bao gồm phí ship nha anh chị em. Dạ, 170.000. Tiếp em lên cho mình mã số 2, một cây đỏ red pizza. Tán ngang cây này em đo là 49, chiều cao là 63, hoành 9, mã số 2. Cái này em xin cho luôn giá là 200.000. 200.000 cho mã số 2. Tiếp em lên cho mình mã số 3, một cây ghép nhiều màu, form tàn lực của anh chàng. Tán ngang cây này em đo là 67, chiều cao là 80, hoành 16, mã số 3. Cái này em xin cho luôn giá là 540.000, em đã bao gồm phí ship hả cô chú anh chị? Vẫn là trắng tiết, tím tiết, hồng tiết, tím lá xanh, kayata, phụng hoàng lửa. Nói chung là rất là nhiều rất màu. Rất nhiều màu luôn cô chú anh chị ơi. Tiếp em lên cho mình mã số 4. Một cây tím lửa màu cà của anh chị em. Dòng này thì nó rất là giống tím lá xanh ha, nhưng mà hoa, cánh hoa nó to. Tán ngang cây này em đo là 57, chiều cao là 69. Một tím mộng mơ. Hoành 15, mã số 4. Cây này em xin cho luôn mức giá là 380.000. 380.000 cho mã số 4. Tiếp em lên cho mình mã số 5. Tiếp tục là lá xanh nhiều màu siêu bông. Tán ngang cây này em đo là 47, chiều cao là 60, hoành 17. Cây này cũng bị lỗi luôn ha cô chú anh chị. Em xả cây này giao lưu là 180.000. 180.000 cho một cây ghép nhiều màu, bao ship hả cô chú anh chị. Tiếp em lên cho mình mã số 6. Tiếp tục là đỏ rắc pia của anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 50, chiều cao là 70, hoành là hoành 16, mã số 6. Cây này em xin cho luôn mức giá là 370.000. 370.000 cho mã số 6. Tiếp em lên cho mình mã số 7. Một cây tím siêu bông lá cẩm thạch của anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 70, chiều cao là 66, hoành là hoành 17, mã số 7. Cái này em cũng xin giao luôn mức giá là 380.000. 380.000 cho mã số 7, củ đấy sạch đẹp hả cô chú anh chị. Tiếp em lên cho mình mã số 8. Cũng là cẩm thạch tím siêu bông luôn. Hai cây này một cặp của anh chị em, một dáng ha. Đang phun hoa. Tán ngang cây này em đó là 69, chiều cao là 70, hoành là hoành 13, mã số 8. Cây này cũng xin giao luôn giá là 380.000. 380.000 cho mã số 8. Tiếp em lên cho mình mã số 9. Một cây dưa hấu vàng của anh chị em. Tán ngang cây này em đó là 60, chiều cao là 65, hoành là hoành 17, mã số 9. Cây này em xin giao luôn giá là 240.000. 240.000 cho mã số 9. Tiếp em lên cho mình mã số 10. Tiếp tục là một cây dưa hấu vàng. Tán ngang cây này em đo là 56, chiều cao 56, hoành em đo vị trí này là hoành 15. Cây này nó bị lỗi nha cô chú anh chị. Bị chày da nhẹ. Dạ, nhưng mà nó kéo nhựa cho quý chị em. Mã số 10. Cây này em xin cho luôn giá là 180.000. 180.000 cho mã số 10. Tiếp em lên cho mình mã 11. Một cây kayata của anh chị em, dáng trực ha.
form tàn tròn. Tán ngang cây này em đo là 68, chiều cao là 96, hoành là hoành 20, mã 11. Cây này em xin giao lưu mức giá là 550.000, 550.000 cho mã 11. Tiếp em lên cho mình mã 12. Một cây thiểu Ấn Độ hoa đậm của anh chị em, đang sệt búp luôn. Tán ngang cây này em đo là 65, chiều cao là 90, hoành 16. Cây này nó bị dập da nhẹ lõi ha cô chú anh chị, vì cái điểm chỗ này dạ. Thôi chứ trên cổ này kéo nhựa hết trơn quý anh chị em. Mã 12, cây này em xin giao lưu mức giá là 240.000, 240.000 cho mã 12. Đặc biệt những cái cây lõi thì nó mất thẩm mỹ tí thôi, nhưng mà sức sống vẫn bình thường quý anh chị em. Tiếp em lên cho mình mã 13, phớt hồng Sakura. Sakura phớt hồng đổi màu quý anh chị. Tán ngang cây này em đo là 65, chiều cao là 75, hoành là hoành 13, mã 13. Cây này em xin giao lưu với mức giá là 220.000, một cốt một rễ. Dạ, 220.000 cho mã 13. Tiếp em lên cho mình mã 14, đỏ rất da rực rỡ quý anh chị. Tán ngang cây này em đo là 68, chiều cao là 82, hoành là hoành 18. Cây này nó cũng bị lỗi ha cô chú anh chị, bên phía bên đây, nhưng mà không sao ha. Mã 18, cây này em cũng xin giao lưu mức giá là 260.000, 260.000 cho mã 18. Tiếp em lên cho mình mã 19, cây ghép nhiều màu, vẫn là 5-6 màu siêu bông bánh chèm. Tán ngang cây này em đo là 64, chiều cao là 75, hoành là hoành 14, mã 19. Cây này em xin giao lưu với mức giá là 380.000, 380.000 cho mã 19. Tiếp em lên cho mình mã 20, tiếp tục là một cây phớt hồng Sakura. Cây đang sổ kẹo hoa quý chị em. Tán ngang cây này em đo là 76, chiều cao là 98, hoành là hoành 14, một rễ à. Mã 20. Cây này em xin giao lưu với mức giá là 420.000, 420.000 cho mã 20. Cây thoáng đẹp quý anh chị. Tiếp em lên cho mình mã 21. Tiếp tục vẫn là nhiều màu, gồm có cam lửa, đỏ rất phi da, hồng tuyết, tím tuyết. Tán ngang cây này em đo là 69, chiều cao là 90, hoành là hoành 15, mã 21. Cây này em xin giao lưu mức giá là 420.000. Tiếp em lên cho mình mã 22. Tiếp tục đỏ rất phi da quý anh chị em. Cho cái đóng. Tán ngang cây này em đo là 70, chiều cao là 80, hoành là hoành 17, mã 22. Cây này nó cũng bị lỗi nha cô chú anh chị. Cây này em để cho mình là 280.000, 280.000 cho mã 22. Tiếp em lên cho mình mã 23 là một cây ghép nhiều màu, phụng hoàng lửa, trắng tuyết, đỏ rất bi da, tím tuyết, hồng tuyết. Tán ngang cây này em đo là 73, chiều cao là 77, hoành là hoành 15, bị lột nhẹ chỗ này tắp nắng hay của chú anh chị. Mã 23, cây này em xin giao lưu với mức giá là 400.000, 400.000 cho mã 23. Tiếp em lên cho mình mã 24, tiếp tục là một cây ghép nhiều màu. Lô này ghép như nhau anh chị em. Cây này thì có dưa hấu đỏ, tím lá xanh. Tán ngang cây này em đo là 78, chiều cao là 85, hoành là hoành 15. Nó cũng bị chày nhẹ chỗ này hơn quý chú anh chị, kéo nhựa qua đó rồi ha. Mã 24, cây này em cũng xin cho luôn mức giá là 400.000, 5-6 màu siêu bông quý anh chị em. Tiếp em lên cho mình mã 25,
đa sắc với anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 78, chiều cao là 83. Hoành là hoành 18, mã 25, nó bị cũng chạy chạy ngay chỗ cái cổ hay của chú anh chị. Mã 25 cây này em xin cho luôn giá là 400.000. Tiếp em lên cho mình mã 26. Cây to hay của chú anh chị. Cây dáng trực đỏ và lá cẩm thạch của anh chị em đang rực rỡ hoa. Tán ngang cây này em đo là 73, chiều cao là 83, hoành em đo là hoành 24, mã 26. Cây này em xin Zalo với mức giá là 850.000, bao gồm phí ship cho mình luôn hả cô chú anh chị. Cây này nặng quá anh chị em. Dạ, 850.000 cho mã 26. Cuối clip em lên cho mình mã 27. Một cây mandarin size lớn quá anh chị em. Cây khá nặng à. Lên hoa kẹo quá chân. Sửa bằng xay lấy nhỉ. Dịnh dịnh bằng xay. Kéo vô. Dòng này đa sắc thái à. Tán ngang cây này em đo là 75. Chiều cao là 1m09. Hoành em đo vị trí này là hoành 34. Nguyên cái bệ nó là 55 hết cô chú anh chị. Mã 27, cái này em xin Zalo với mức giá là 650.000, em bao gồm phí ship cho mình luôn ha. 650.000 cho mã 27, một cây mandarin. Và mã 27 cũng mã cuối clip hôm nay của em. Cuối clip cảm ơn Thái, cảm ơn cô chú anh chị đã bỏ thời gian xem kênh Thái Như xem clip của em. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những clip tiếp theo của em ha. Rồi, xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn em My nha.